Hiện tại Lực đang có mặt ở chỗ người ta gọi là cái cây tâm y bưng cà các bạn. Giống như là cái chỗ văn hóa của người Nhật á. Chỗ này là cái chỗ cái văn phòng mà các bạn. Sáng nay nó hơi lạnh quá nên là mình nói nó bị víu nha các bạn. Các bạn thấy tòa nhà đẹp không các bạn? Ở phía trên này thì cũng có lá vàng nè các bạn. Ở chỗ mình đứng cũng có cái cây lá vàng. Rất là cao nha các bạn. Lá vàng rất là đẹp. Ở sáng nay đi xuống Sapporo. Thêm đứa bạn sẽ mình đi chơi cho biết luôn các bạn. Lâu lắm rồi mới có cái ngày nghỉ này. Cái chỗ này các bạn thấy đẹp không? Lá rụng hết rồi. Sáng nay mình đem theo đồ. Rồi là mua đồ ăn các bạn. Mình làm muốn một cặp đồ ăn luôn này. Làm là bánh rồi miếng rồi các bạn. Thì bây giờ mình ngồi mình ăn một miếng. Rồi mình chạy ra nhà ga các bạn. Chỗ này là khu vực nhà ga nha các bạn. Nhà ga này ở phía dưới đó. Còn cái khúc này là hết đường chạy rồi các bạn. Chỗ này là tàu chỉ có dừng lại để đổi cái đầu thôi. Đây có một cái đường hầm. Đây là mình đang đứng ở trung tâm thành phố nha các bạn. Trung tâm đa thao của Kitami. Bạn thấy thành phố chỗ mình sống to các bạn. Nhìn nó to vậy nó so với mấy thành phố khác nó nhỏ thôi. So với Sapporo là chỉ có một góc các bạn. Còn ở trong núi các bạn thấy đỏ rồi các bạn. Mùa thu cuối thu rồi. Tới đầu tháng 11 là bắt đầu nó đục dần hết. Phố quá đẹp. Mình đi đỡ cái xe đạp lên đây. Lên đi cầu. Cảnh này là đang bị công an bắt nha các bạn. Một vị cảnh sát đang bắt một cái xe chạy vượt đèn đỏ các bạn. Dí theo và họ bảo là dừng xe lại, họ bật còi báo động các bạn. Đang nhắc nhở. Đây nhắc nhở các bạn, mình quay xa mình không dám đi gần các bạn. Xuống xe rồi các bạn. Thì ở bên Nhật cảnh sát rồi bắt rồi các bạn. Mình đi khoảng 2 ngày mình đi về các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm cái chỗ đậu xe đạp. Thì tất cả chỗ này là nơi đậu xe đạp free các bạn. Không có tốn tiền. Chắc mình đi vô sâu trong kia một chút các bạn. Bởi vì mình không có đi về liền mà. Còn mấy đứa đây là mấy đứa học sinh. Nó đi học nó đỡ xe đạp ở đây. Giờ chắc mình dẫn xe đạp chỗ này nè. Rồi mình bỏ cái ba lô xuống. Cho nó nặng quá là nó ngã cái xe đạp. Thì cái chỗ dựng xe đạp nó như thế này nha các bạn. Thì mình nhầm các bạn ơi. Nếu đúng hơn là phải bỏ cái xe đạp vô cái kia này nè. Để mình di chuyển lại. Nãy mình bỏ lại rồi mà thấy nó ngộ ngộ quá nên mình rút ra các bạn. Chắc mình thả vô chỗ này. Ở cái bên này cơ này nó cao hơn. Đó thì mình thả ra là đẹp nha các bạn. Như đây là đẹp này. Các bạn thấy nhà xe không các bạn? Không có thu phí gì đâu các bạn. Free hết. Chỉ có ô tô rồi người ta mới lấy phí thôi. Chỗ này là khu vực nhà ga. Có rất là nhiều thùng container, thùng hàng người ta đỡ đây. Chỗ này là cái tàu các bạn, tàu chở hàng nha. Còn phía bên này này là tàu chở khách.
để mình zoom nó to lên nè, đó là tàu chở khách nè, đó thì đây là nhà ga. Hồi trước hình như mình có quay nhà ga rồi các bạn, ga rất là to các bạn. Đây là khu vực đường đi bộ của nhà ga các bạn. Mình đang đi lên chỗ của xe buýt màu trắng các bạn. Ở đây là thành phố nơi mình sống nha, thành phố nơi mình sống các bạn. Đây là downtown, khu vực trung tâm á. Vô quay cho bạn xem chỗ ga tàu lửa này. Đây là không phải Hawaii đâu các bạn, Hawaii Nhật, Hawaii Mỹ các bạn, Okinawa cũng giống này. Đây là núi Phú Sĩ, những cái địa điểm du lịch đó người ta hay dán nhà ga. Ở đây là cái sơ đồ của trung tâm thành phố các bạn. Những cái khu du lịch là nằm xung quanh đó. Kitami Station mà nhà ga Kitami. Phía trên này là cái trung tâm thương mại. Các bạn, cảnh sát bắt chưa xong nha các bạn. Chưa giải quyết xong nha. Đây này các bạn. Cảnh sát đang bắt các bạn. Bắt cái xe nãy mình quay á các bạn. Người ta bắt rồi người ta sẽ cho về đồ nha các bạn. Ở bên Nhật luật pháp nó rất là nghiêm. Không có giỡn đâu. Khu vực đây là khu vực nhà xe buýt nha các bạn. Đó, nhà ga xe buýt này có một cái ga riêng. Giờ mình sẽ lên cái chuyến xe buýt màu trắng đây các bạn để đi xuống Sapporo. Hồi nãy mình đi lật bến nhà ga các bạn thì có ông bác mà đang ngồi nhặt lá này, ông chỉ mình, ông dẫn mình xuống chỗ đây, chứ còn không là mình lạc rồi các bạn. Ở chỗ đây thì cái Tosukan các bạn. Đây là cái chỗ lịch xuất phát của mình. Hokkaido và Sapporo.